Việc hiệp định thương mại tự do EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư IPA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã chính thức được ký kết tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, đã mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp EU nói chung và doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng trong việc tiếp cận và mở rộng thị trường tại Việt Nam. Tại buổi làm việc với ông Hans-Joachim nghị sĩ Quốc hội Liên bang, Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp và Dinh dưỡng Cộng hòa Liên bang Đức cùng đoàn công tác và đoàn doanh nghiệp Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Việt Nam đã dành mức cam kết cắt giảm thuế quan khá tốt đối với các nhóm mặt hàng mà Cộng hòa Liên bang Đức có thế mạnh, như nhóm mặt hàng sữa và sản phẩm chế biến từ sữa, nhóm mặt hàng thịt lợn, thịt gà, thịt bò, nhóm mặt hàng rượu vang, rượu mạnh, bia. Bộ Công Thương chào đón các doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức tham gia hội trợ tại Việt Nam, nổi bật là triển lãm quốc tế Food Expo Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2019 đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp cộng hòa liên bang đức hoạt động trong các lĩnh vực về nông nghiệp và thực phẩm có thể tham dự và giới thiệu các sản phẩm của mình cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh mới